Chương 1042, cấp 7, khốn sát trận, lợi hại. Mắc kỵ âm thầm buồn cười, khôn quận ra họa này vừa mắng người khác. Một bên lại nói người khác không có lễ phép. Trông thấy hắn chỉ là một cái thiên thần tù vị sâu kiến dám lớn lối như vậy. Dạ Tát Thần Vương trên mặt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn là một cái thần vương, chút lòng kiên trì vẫn là có. Khôn quận trong mắt hắn, giống mạo kỵ đều là người chết, chỉ là không thể hiện. Hắn có thể phá vỡ tiểu tức lâu này cấm chế cũng không dám trong này giết người. Thần vực Tân Thành trưởng khống giả cũng không phải là thần vực thần vương giả, mà là thần lục hợp thần cường giả. Không để ý tới khôn luận lời, Dạ Tát Thần Vương từ tốn: Mão kỵ, có một số việc ta muốn xin người phối hợp một chút. Nếu người không nguyện ý rời đi, vậy ta chỉ có thể ở lời lại cục người nói chuyện. Mão kỵ đứng lên: Vậy thì liền ra ngoài nói. Lúc này tiểu tức lâu căn bản không cách ngăn trở Dạ Tát Thần Vương thủ đoạn này, cho nên Mã Kỵ cũng không có giận chó đi đánh mèo trong này động thủ. Khôn Uẩn ngồi cũng không có động, mà lúc này với Mã Quốc Kỵ đi sớm về sớm, ta chờ ngươi cũng không phải là ngày một ngày hai, một năm hay hai năm. Tựa hồ trong mắt hắn, Mã Kỵ việc thần quân giết thần vương này chính là sự tình. Người cũng đi chứ? Dạ Tát Thần Vương nhìn lướt qua Khôn Uẩn. Khôn Uẩn đem cái chén thần linh trà xuống uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng nói: Người là đồ không ra gì, cũng mà mời ta bạn thánh. Cút đi. Cuối cùng hai cái cút đi nói ra giống như một cái thanh trọng chùy đánh vào mặt Dạ Tát Thần Vương, để cho Dạ Tát Thần Vương lúc này một cái loại thần nguyên quay cuồng buồn nôn cảm giác. Dạ Tát trong lòng giật mình, phía sau lập tức một đạo mồ hôi lạnh xông ra. Giống phút này hắn khẳng định Khôn Uẩn tuyệt đối không phải nho nhỏ thiên thần đơn giản như vậy. Nếu nói một cái nho nhỏ thiên thần hai chữ có thể dùng hắn tâm thần quay cuồng, vậy hắn hạng tử thừa quá yếu. Đối phương nói hai chữ xéo đi, ẩn chứa định cấp thiên địa đạo tắc, trực tiếp xé rách phòng hộ tinh thần của mình. Dạ Tát Thần Vương hoài nghi, xem như hợp thần cường giả cũng không nhất định làm được. Cái này cần đối với thiên địa quy tắc lý giải cực kỳ thấu triệt mới có thể làm. Mã Kỵ cùng cường giả hắn nhìn không thấu ở chỗ này một chỗ, để Dạ Tát Thần Vương lần thứ nhất hoài nghi mình tới đây là đúng hay không. Thế nào, Dạ Tát Thần Vương, chẳng lẽ không phải người mới tới mời ta? Ta đều đứng lên, còn không phải đi trước dẫn đường. Mã Kỵ nhìn sắc mặt biến hóa không chừng của Dạ Tát Thần Vương, lòng khá giật mình. Hắn giờ khắc này có chút hoài nghi, nếu như mình đối với Khôn Uẩn động thủ, khả năng không phải đối thủ của Khôn Uẩn. Bất quá Mã Kỵ rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn là phàm nhân đạo người sáng lập. Khôn Uẩn vừa rồi lấy ra hai chữ là ẩn chứa thiên địa quy tắc trong đó, có thể ảnh hưởng tới Dạ Tát Thần Vương đạo tắc. Quát lui Dạ Tát Thần Vương không nhất định có thể ảnh hưởng tới đại đạo của hắn. Được, Dạ Tát Thần Vương căn bản không muốn ở chỗ này lâu, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Hắn quyết định nếu mà Quốc Kỵ không nguyện ý đi cùng hắn, thần vực Tân Thành tạm thời đi trước, chờ tìm được nhiều trợ lực sau đó lại xem Khôn Uẩn suốt cuộc là thứ gì. Tiểu tức lâu vừa ra chính là thần vực nhiệm vụ đại điện quảng trường. Mã Kỵ mới bước ra liền trong sân nhiệm vụ đại điện, cách đó không xa đi theo Dạ Tát Thần Vương một tên khác hắn không quen biết thần vương bình tĩnh hỏi: Dạ Tát, có vấn đề gì? Cũng nhanh có chút hỏi. Lúc này Dạ Tát Thần Vương muốn cưỡng ép để Mã Kỵ mang ra thần vực Tân Thành, nhưng thần bí Khôn Uẩn để hắn không dám cưỡng ép động thủ, dứt khoát nói: Mã Kỵ năm đó trong thần vực xảo mấy ấp, ta cầu diễn thần tông mấy chục đệ tử khoai không là ngươi giết. Mã Kỵ cười nhạt nói: Năm đó người cửu diễn thần tông 20-30 người đệ tử là ta giết, lúc ấy là ta tự vệ, bọn hắn muốn giết ta, ta tự nhiên là hoàn thủ. Đốt, hiện tại tới phiên ta hỏi người một vấn đề, thiên phàm tông có ai không là cửu diễn thần tông ngươi tiêu diệt? Thiên phàm tông bàng cả thần vương có ai không là người cùng mấy người khác liên thủ giết, cụ thể mấy người? Ta không biết, đã người trả lời vấn đề của ta vậy liền cáo từ. Trong lòng với Khôn Uẩn kiêng kỵ, vốn là muốn mang Mã Quốc Kỵ đi, Dạ Tát Thần Vương giờ phút này thế mà tạm thời từ bỏ quyết định. Mã Kỵ đưa lắm tay ném trận kỳ bên ngoài, cười lạnh nói: Còn muốn chạy, chờ một chút đi. Trận kỳ bị Mã Quốc Kỵ ném ra trong nháy mắt, toàn bộ thần vực Tân Thành khốn sát trận rõ ràng không sai xuất hiện ở Mã Quốc Kỵ ý niệm ở trong. Giờ khắc này Mã Quốc Kỵ muốn vây khốn bất cứ người nào đều là có thể thông qua trận kỳ kích phát khốn sát thần trận.
Máu kỵ nhị không được lẩm bẩm một tiếng. Thật là cường đại, cấp 7 khốn sát thần trận. Loại khốn sát trận này đừng bảo là xử lý hai cái thần vương, đến như là mười mấy cái thần vương hắn chỉ cần kích phát khốn sát trận có thể nhẹ xử lý. Thần vực tân thành khốn sát trận, bị máu kỵ khốn sát trận vây khốn, Dạ Tát thần vương ngạc nhiên kêu. Thần vực tân thành có cấp 7 khốn sát trận, rất nhiều thần vương biết, nhưng là không ai có thể biết khốn sát trận này thế nào bố trí, cũng không biết người nào có trận cờ của khốn sát trận. Hiện tại máu kỵ kích phát khốn sát trận, Dạ Tát thần vương mới biết khốn sát trận này đáng sợ thế nào. Hắn vị trí không gian toàn bộ là tối tăm mờ mịt một mảng. Hắn đưa tay muốn xé mở một mảng tối tăm mờ mịt này, chỉ là hắn thần nguyên giống như là bùn nhập biển cả đồng dạng, thẩm thấu không thể ra ngoài được, bọt nước tung tóe. Cùng Dạ Tát thần vương, tên đi cùng thần vương kia một dạng lâm vào khốn sát trận. Hắn mới tấn cấp thần vương thời gian không dài, phi thường rõ ràng thần trận này tuyệt đối không phải thực lực hắn có thể phá, cho nên mới tiến vào thần trận. Tên thần vương này âm thanh kêu: Mạc đạo hữu, chuyện năm đó cùng ta không có quan hệ, ta một mực bế quan, căn bản không biết Thiên Phạm Tông bất cứ chuyện gì. Mạc kỵ cũng lấy lại tinh thần, hắn khốn sát trận chỉ là kích phát bộ phận khốn sát trận mà thôi, sát trận còn không có kích phát trực tiếp khốn trụ hai cái tên thần vương. Cái này khiến hắn càng sợ hãi và thán phục Thường Chính Hành trận đạo mạnh bao nhiêu. Có trận kỳ này, hắn tại thần vực tân thành đơn giản là vô địch tồn tại. Thần vực tân thành phía ngoài quảng trường trực tiếp bị máu kỵ khốn sát trận kỳ vây. Trong khốn sát trận, tù sĩ mà quốc kỵ đều rõ ràng. Máu kỵ tranh thủ thời gian vùng mấy cái đạo trận văn, những cái tên râu ria tù sĩ ở trong khốn sát trận trực tiếp bị máu kỵ ném ra. Hôm nay cửu diễn thần tông, hai người tại thần vực tân thành động thủ, đền tội bị tru, người không quan hệ xin sớm tránh. Máu kỵ đang khi nói chuyện phát động khốn sát trận. Những tù sĩ bị máu kỵ trực tiếp từ khốn sát trận ném ra, căn bản không cần máu kỵ nói nhiều, cấp tốc rút đi. Phốc phốc, sát trận một cái phát động, hai vệt huyết quang lộ tung. Vô luận là thần vương 4 tầng Dạ Tát thần vương, hay là thần vương mới bước vào thần vương cảnh kia, ngay cả năng lực phản kháng không có, trực tiếp bị sát mang trong khốn sát trận chém giết. Máu kỵ ngơ ngác nhìn ở trong khốn sát trận hai bộ thi thể, lòng tự nhủ đây là quá dễ dàng. Hai cái tên thần vương cứ vậy mà bị giết, ngay cả một cái bọt nước đều không tạo được. Nhìn xem mấy cái đạo lôi quang tới, Mã Kỵ tranh thủ thời gian xoay tay đem trận kỳ thu hồi, đồng thời đem hai tên thần vương chữ vật giới chỉ cuốn vào tay. Người bắt bọn hắn chữ vật giới chỉ cũng không có nhiều tác dụng lớn, bọn hắn đổ tốt căn bản không đặt ở chữ vật giới chỉ. Khôn Uẩn thanh âm kịp thời lên tiếng. Mã Kỵ không để ý tới Khôn Uẩn, hai đám lửa đem hai tên thần vương này mới thiêu hủy, mấy đạo đột quang liền xếp vào Mã Kỵ trước mặt. Mã Kỵ bắt trận kỳ sơ ra nói: Nơi này không có chuyện của các ngươi, trước đây không lâu hai người này công khai hủy diệt hắc giới thần thương, ta đã đem hai người này giết. Thần vực tân thành thành chủ hành động gặp qua khống kỳ sứ. Một người trung niên tu sĩ cấp tốc tới rơi vào Máu kỵ trước ôm quyền. Thực chính hành cho trận kỳ này quả nhiên dễ dùng, ngay cả thành chủ cũng tới chào. Nhìn hành động này tu vị so với Dạ Tát thần vương còn mạnh một chút, hẳn là thần vương tầm 5 hoặc là tầng 6. Máu kỵ chính mình chẳng những là một cấp 5 thần trận vương, lại là một cấp 5 thần đan vương. Đối với một cái thần vương hắn cũng là định không thấy cái gì, gật đầu nói: Vừa rồi hắc giới thần thương xung đột hai tên thần vương này, kết quả hai tên thần vương lại dám thảy thần vực tân thành động thủ đem hắc giới thần thương tiêu diệt. Vì giữ gìn thành mới pháp luật kỳ cương, ta dưới cơn nóng giận liền đem hai người này giết. Vâng, không biết sứ giả có chỉ thị nào khác. Hành động với Mạc Quốc Kỵ giết hai tên thần vương căn bản không có bất luận gì hỏi thăm, ngược lại hỏi Mạc Kỵ có hay không có chỉ thị. Mạc Kỵ ừ một tiếng nói: Hắc giới thần thương kia mặc dù bị hủy, cũng là xèo gió gặt bão, bọn chúng dùng tù sĩ cấp thấp sinh mệnh đổi lấy thần tinh, người lấy thần vực tân thành xanh nhé, đi đem chọn cái thần vực hắc giới thần thương một mẻ hốt gọn, đừng để cho cái hắc giới thần thương rắc rưởi này chạy trốn. Vâng, hành động rất là tôn kính ôm quyền, lúc lạnh nhanh chóng rút đi. Nhiệm vụ đại điện quảng trường lần nữa khôi phục bình tĩnh, xem như vừa rồi qua một màn tu sĩ đều là nhào nhào rút đi, không có bất kỳ người nào dám chỗ này lưu lại. Khôn Uẩn hắc hắc cười: Ngươi thật đúng là ưa thích xen vào việc khác. Báo kỵ tử tôi nói: Ta chính là ưa thích xen vào việc của người khác, nếu như không có cao hứng có thể không hợp tác cùng ta. Làm sao không cao hứng, loại chuyện phá hoại này cùng ta có quan hệ gì? Đi thôi, chúng ta trở về tiếp tục trò chuyện. Khôn Uẩn không thèm để ý chút nào khoát éo: Ngươi khẳng định là nhìn chúng ta tu phàm nhân đạo, có hay không là hợp tác địa phương nhất định là phàm nhân đạo.
Báo Kỵ trong lòng kiêng kỵ Khôn Uẩn. Đừng nhìn Khôn Uẩn chỉ là thiên thần tu vị, vẹn vẹn cút đi hai chữ liền để một cái thần vương không dám đứng lại rông dài. Loại thực lực này hắn Báo Kỵ khẳng định kém xa. Chớ nhìn hắn cơ hồ không có động thủ xử lý hai cái tên thần vương, đó là bởi vì hắn có thể khống chế thần vực thần thành cấp 7 khốn sát thần trận. Một khi ra thần vực thần thành, ở trước mặt thần vương, mặc dù không tính là sâu kiến, cũng chỉ có thể đào tẩu. Người nói như vậy cũng không sai, nhưng ta cam đoan người cũng đạt được đại lượng chỗ tốt. Khôn Uẩn đem bộ ngực đập sung đùng đùng. Mắc Kỵ khoát tay chặn lại. Chỗ tốt đã nữa hãy nói, muốn ta hỗ trợ cũng được, người trước giúp ta một chuyện. Nói đi, giúp cái gì? Dạ Tát thần vương có dự cảm không tốt. Vừa rồi hai tên thần vương kia quấy rầy chúng ta, ta rất giận, chuẩn bị đem bọn chúng hai cái tông môn tiêu diệt. Mã Kỵ quyết định mượn cơ hội này bắt lấy Cửu Diễn thần tông cùng Loan Hồn thần phủ. Chương 1043, Khôn Uẩn xuất thủ. Khôn Uẩn uể oải vỗ vỗ sau lưng vết dị loang lổ. Cái xẻng Phật tử tôi nói, ta Khôn Uẩn đi cầu so người qua đường cũng là dài vô số lần. Điểm mấy tiểu thủ đoạn chớ trước mặt ta. Nếu quả thật như vậy thật tức giận, vừa rồi ngươi liền có thể trực tiếp để cho hành đồng kia đi hỗ trợ xử lý hai cái địa phương này. Ngươi muốn chính mình đi đoán chừng là cùng bọn hắn thù hận. Bằng không mà nói hai cái tên rác rưởi kia cũng không có tìm tới cửa. Ngươi nói đi, có đi hay không? Mắc Kỵ lười cùng Khôn Uẩn phản bác. Hắn cũng không tin những năm này Khôn Uẩn lại không có điều tra lên liên quan. Hắn cùng Cửu Diễn thần tông Loan Hồn thần phủ đều là thâm cừu đại hận, ai cũng biết loại chuyện này tùy tiện điều tra liền điều tra ra được. Sao quả này hết lần này tới lần khác, giống như là thần toán tự đồng dạng. Đây là muốn để cho tâm hắn sinh ra kính sợ. Hắn Báo Kỵ nếu như dễ bị lừa gạt như vậy cũng không sống tới ngày hôm nay. Khôn Uẩn không để ý tới Báo Kỵ thái độ. Đi thì có thể, thực lực ngươi bây giờ muốn diệt hai cái tông môn không phải là ta xem thường ngươi. Ngươi thật chưa đủ tư cách, cho nên ta muốn tìm người hỗ trợ. Nếu như điểm ấy bận bịu không thể giúp, ta tại sao phải giúp ngươi? Mắc Kỵ không chút do dự nói. Khôn Uẩn cơ hồ đều là nhảy dựng lên. Ta nói rõ ràng à, ngươi không phải là giúp ta, chúng ta là hợp tác. Hợp tác có biết hay không? Hợp tác trước đó ta cũng muốn nhìn thấy thành ý của ngươi. Nói đi, làm hay không? Mắc Kỵ căn bản không để ý tới Khôn Uẩn bao nhiêu. Hắn khẳng định Khôn Uẩn có biện pháp tiêu diệt hai cái tông môn này. Đây là một loại trực giác. Khôn Uẩn thở dài nói, tốt, ta hỗ trợ. Kỳ thật ta biết người gọi ta hỗ trợ kỳ thật chính là để ta làm một mình. Ta cũng không tin tiêu diệt hai cái tông môn người có thể có cái tác dụng gì. Trên thực tế, xem như Khôn Uẩn không đồng ý, Báo Kỵ cũng không thấy kỳ quái. Vậy chỉ có thể bất quá cho hắn cự tuyệt Khôn Uẩn một cách lấy cớ mà thôi. Để hắn không nghĩ tới Khôn Uẩn thế mà đồng ý. Dù là Khôn Uẩn đã từng lại ngư xoa, hiện tại Khôn Uẩn chỉ là một cái thiên thần sơ kỳ mà thôi. Gặp Báo Kỵ ngược lại không nói lời nào, Khôn Uẩn nhảy một cái nói, Báo Kỵ, ngươi không phải lại muốn đổi ý à? Báo Kỵ cười hà hà nói, ta Báo Kỵ đồng ý sự tình, há có thể đổi ý? Khôn Uẩn tán thưởng, nhìn thoáng qua Báo Kỵ, cái này đúng, ta còn tưởng rằng người cần phát lời thệ hợp tác trong lúc đó không đối với người động thủ tới. Báo Kỵ quét qua một dạng Khôn Uẩn. Khôn Uẩn, trước người là cái gì ta không biết, bất quá ta tốt xấu gì cũng là thần quân, cũng lo lắng người cái tên thiên thần này động thủ với ta. Vậy ta mà Quốc Kỵ không cần tu đạo, còn không bằng trở về trốn tránh. Người muốn động thủ cũng cho phép người, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Chính như mà Quốc Kỵ suy nghĩ, điểm ấy đạo tự tin không có mà Kỵ thật không cần tu đạo. Yên tâm, ta cũng không ra tay với ngươi. Khôn Uẩn cười hắc hắc. Không ai có thể nhìn ra lòng hắn muốn biết điều gì đồ vật. Trước lúc này ta cần đi một chuyến thần vực xa biên giới trước. Báo Kỵ quyết định hay là tới thần vực xa biên giới tìm thương. Khôn Uẩn từ tốn nói, Báo Kỵ, không nói người đạo lữ kia đi thần vực sao? Biên giới vạn năm tà húp, xem như là vừa mới đi, thời gian ngắn năng lực tìm được. Thần vực xa biên giới vô cùng mênh mông, tụ tập ức vạn tu sĩ, cấm chế vô số, thế lực càng là rắc rối phức tạp. Người làm sao đi tìm? Báo Kỵ chập mặc. Hắn biết Khôn Uẩn nói là chính xác, nhưng hắn thật không cam tâm.
Sau hồi lâu hắn mới hỏi, cô Luận, người nói một chút, người muốn hợp tác với ta cái gì? Đi tìm một vật, người yên tâm, đối với người không có chỗ xấu, cũng không có bao lớn nguy hiểm. Chờ ngươi báo thù qua, chúng ta lại là tăng một chút thực lực liền đi. Khâu Đoạn sớm đoán được Máu Kỵ sẽ hỏi, trả lời cực kỳ cấp tốc. Nếu như không có thần lục đại tông môn tới, cầu giết thần tông tại thần vực tuyệt đối là đại tông môn. Chỉ tại cửu diễn thần tông có một cái thần vương dạ tát thần vương, mà lại vài ngàn năm trước cửu diễn thần tông ra đời thêm một cái thần vương. Tại thần lục đông đảo đại tông môn đi vào thần vực về sau, cửu diễn thần tông chỉ có thể nói là không tệ tông môn. Giờ phút này cửu tiễm thần tông bên ngoài, Mắc Kỵ nhìn xem Khôn Uẩn bố trí bạo liệt thần trận, từng mai trận kỳ trong tay Khôn Uẩn thật giống như là nhảy nhót vọt âm phủ đồng dạng, không có chút dấu vết, không ngừng đánh vào cửu diễn thần tông tông môn hộ trận bên ngoài. Báo Kỵ dù là một cái cấp 5 thần trận vương, xem xét Khôn Uẩn bày ra trận thủ đoạn liền biết chính mình điểm ấy trận đạo tại Khôn Uẩn nơi này căn bản không đủ. Đừng bảo lán, xem như là thương chính hành trận đạo, thủ đoạn trước mắt Khôn Uẩn cũng không đáng chú ý. Báo Kỵ cuối cùng vành bạch tại sao Khôn Uẩn vì sao lại là thần vực tân thành thản nhiên. Loại trận đạo thủ đoạn này tuyệt đối có thể lợi dụng thường chính hành khốn xuất trận. Cứ việc rất nhiều trận kỳ phương vị Mắc Kỵ không rõ, hắn đi nguyên từ Khôn Uẩn nơi này học được quá nhiều đồ vật. Một cái thất cấp bạo liệt thần trận, Khôn Uẩn chỉ dùng 5 ngày thời gian bố trí xong. Mắc Kỵ biết đây là Khôn Uẩn thực lực không đủ. Nếu Khôn Uẩn tu vị nhớ mạnh hơn một chút, bằng gia hỏa này trận đạo thủ đoạn chỉ sợ là mấy cái hơi thở liền có thể hoàn thành bạo liệt thần trận này. Đi thôi, chúng ta lại đi Loan Hồn Thần Phủ. Bố trí xong bạo liệt thần trận xong, Khôn Uẩn cũng không có kích phát cuốn sát trận mà đã đưa đi Loan Hồn Thần Phủ. Vì cái gì không kích phát bạo liệt thần trận? Bác Kỵ còn tưởng rằng Khôn Uẩn muốn kích phát bạo liệt thần trận đang chuẩn bị nói chuyện. Người quả nhiên là non, người xuất hiện tại thần vực tân thành sự tình chỉ sợ Loan Hồn Thần Phủ hẳn đã biết. Hiện tại cầu diễn thần tông vô duyên vô cớ bạo liệt rơi, chẳng lẽ Loan Hồn Thần Phủ còn để cho chúng ta ung dung không vội ở bên ngoài bố trí bạo liệt thần trận? Người cho rằng người là ai? Cô Đoạn kinh bị nhìn Máu Kỵ nói. Máu Kỵ lòng âm thầm nghĩ tới sao hỏa này cũng là thường xuyên làm loại chuyện này. Khôn Uẩn, ta có một người quen tại cửu diễn thần tông, ta phải nghĩ biện pháp cùng nàng cho hỏi để cho nàng đi trước. Máu Kỵ không có để ý tới Khôn Uẩn kinh bị. Khôn Uẩn tử tốn, người nói chính là lữ tư gọi là Tích Niệm Mặt kia đi. Người đúng là đa tình, người ta sớm đã đi thần vực xa biên giới tìm người cơ duyên, trên người làng ta cửu hận cũng không ít hơn người. Giờ phút này ta đoán trường tu vị của làng cũng tới thần quân sơ kỳ. Bác Kỵ không nói gì thêm, là hắn biết Khôn Uẩn đem hắn từng cái qua hết thảy điều tra. Cái loại yêu quái này làm sự tình tuyệt đối không phải là mặt ngoài có thể đợi nhiều lắm. Mấy ngày sau, Khôn Uẩn lần nữa bố trí Loan Hồn Thần Phủ bạo liệt thân trận. Tại Khôn Uẩn kích phát trận kỳ đằng sau, hai đạo khủng bố lộ tung đồng thời xuất hiện tại cửu diễn thần tông và Loan Hồn Thần Phủ vị trí. Cấp 7 bạo liệt thần trận, thậm chí ngay cả thần vực không gian quy tắc đều là xé mở. Chính là thần vương cấp bậc khó lòng thoát chết, hai cái đỉnh cấp tông môn bị triệt để tại thần vực xóa đi. Ngược lại là Loan Hồn Thần Phủ diêm đỉnh thần vương không có tại bên trong tông môn trốn qua được một kiếp. Mắc Kỵ huyền nguyên nhìn hai hơn nơi bạo liệt, tâm tình bình tĩnh. Năm đó Loan Hồn Thần Phủ và cửu diễn thần tông vì một cái chút lồng gà vỏ tỏi sự tình tiêu diệt Thiên Phàm Tông, giết sạch Thiên Phàm Tông đệ tử, lại giết Bằng Cật truy lã hắn. Mắc Kỵ liền tề muốn xử lý loại tông môn này. Hôm nay mặc dù là mượn Khôn Uẩn ra tay, hắn cũng không hối hận. Khôn Uẩn, người cần ta hỗ trợ cái gì có thể nói, ta và người cùng đi. Các loại hai đại tông môn bạo liệt đằng sau, Mắc Kỵ mới nhìn Khôn Uẩn chậm rãi nói, hắn chuyện đã đáp ứng liền đi làm. Khôn Uẩn lại cười hắc hắc, người lại nói sai. Ta đều và ngươi nói mấy lần, không phải ngươi giúp ta, mà là chúng ta hợp tác biết không? Hiện tại chúng ta không thể đi, bởi vì chúng ta thực lực không đủ. Chúng ta cần phải đi thần vực xa biên giới tăng thực lực lên. Nơi đó có hoàn chỉnh quy tắc cùng với đống lớn tài nguyên tu luyện. Chờ ta tới thần quân chi cảnh về sau chúng ta liền có thể đi. Mắc Kỵ cười lạnh, nói tới nói lui không phải là thực lực ta không đủ, mà thực lực ngươi không đủ. Tùy ngươi cho là vậy, dù cho chính là thực lực không đủ, chúng ta tại thần vực xa biên giới nhiều nhất ngây ngốc 10 năm, 15 đằng sau có thể đi. Bác Kỵ trực tiếp đánh gãy Khôn Uẩn lời,
người nói thời gian 10 năm có thể bước vào thần quân. Mã Kỵ tự nhận việc tu luyện của mình xem như là rất nhanh, cũng không dám nói thời gian 10 năm từ thiên thần sơ kỳ bước vào thần quân chi cảnh. Người khác không thể đại biểu ta khôn uẩn. Khôn uẩn từ tốn nói, người bây giờ là thiên thần viêm mãn, ta nhìn thấy thiên thần sơ kỳ cũng là giả. Mã Kỵ tỉnh táo lại hỏi, sai, ta hiện tại là lửa bước thần quân. Người điểm ấy không quan trọng tu vị, đừng nghĩ xem ta cảnh giới. Khôn uẩn kinh thường nhìn lướt qua Mã Quốc Kỵ, tốt à, vậy chúng ta 15 lại ước thời sang. Mã Kỵ biết khôn uẩn loại yêu quái này, hắn nhìn không thấu là bình thường, nếu như nhìn thấu được liền không là bình thường. Khôn uẩn lắc đầu giống như lúc lắc, không được, tuyệt đối không. Ta ở chỗ này chờ người nhiều năm như vậy, ngươi đợi ta 15 cũng không được. Thời gian 10 năm này ngươi nhất định một thời một khắc cạnh ta. À không đúng, là chúng ta thời khắc cùng một chỗ. Mã Kỵ lạnh lùng nói, ngươi muốn tại lúc ta tu luyện cảm ngộ ta phàm nhân đạo một mực chống chế chủ đạo. Khôn uẩn nghe Mã Kỵ nói lập tức tạm ngừng, có chút lúng túng. Cũng không thể nói là cảm ngộ người phàm nhân đạo, người phàm nhân đạo hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm, ta cần tham khảo một hai. Tham khảo người biết không? Đương nhiên người có không hiểu cũng có thể hỏi thăm ta. Khôn uẩn lòng thầm nghĩ, đây chính là một cái loại yêu nghiệt. Hắn sở dĩ đoán được Mã Kỵ rất nhiều quyết định, đó là bởi vì hắn điều tra qua Mã Kỵ rất nhiều năm. Mã Kỵ vẹn vẹn bằng một câu nói của hắn liền đoán chính mình muốn làm gì. Xem ra hắn hợp tác với Mã Quốc Kỵ còn muốn cẩn thận một chút, miễn cho gia hỏa này qua ván rút cầu. Hắn gặp tu sĩ cấp thấp không ít, chính là cái tên trước mắt này là gian xảo khó khăn nhất giải quyết. Dù cho là bây giờ là hắn bỏ ra, chuyện hợp tác còn chưa có lửa điểm đầu mối. Nếu như người không đồng ý cũng không có quan hệ, người cũng có thể không tu luyện. Người không tu luyện ta liền cảm ngộ không tới. Dù sao ta lúc tu luyện người cứ việc cảm ngộ. Cả Bác Kỵ sắc mặt không dễ nhìn, Khôn uẩn lúng túng. Bác Kỵ bình tĩnh hỏi, nếu như cùng thần vương đối mặt, người có thể hay không đối phó với thần vương? Khôn uẩn rộng lượng chắp tay lại, nơi này thần vương tính là cái rắm gì, ta Khôn uẩn hoàn toàn có thể đối phó. Nói như vậy người cũng có thể tùy tiện đối phó ta rồi. Mã Kỵ nhìn chằm chằm Khôn uẩn. Khôn uẩn lắc đầu, đây là hai việc khác nhau. Ta nói ngươi cũng không hiểu, bởi vì đây là thiên địa quy tắc tạo thành, người đạo cùng lưới này thiên địa quy tắc không quan hệ. Đây là ta tại sao muốn tìm người hợp tác nguyên nhân. Tốt, ta đồng ý, hiện tại liền đi thần vực xa biên giới. Mã Kỵ không tiếp tục hỏi, không chút do dự gật đầu. Mã Kỵ cùng Khôn uẩn hủy đi hai cái đại tông môn, về sau thì nghênh ngang rời đi. Toàn bộ thần vực cứ thế là thiên phiên. Vô luận là Loạn Hồn Thuần Phủ hay là Cửu Diễn Thần Tông đều là thần vực đỉnh cấp tông môn, thế mà bị người ta trong vòng một đêm hủy đi, đây tuyệt đối là đỉnh cấp đại sự. Loạn Hồn Thần Phủ may mắn sống sót thần vương Diêm Đỉnh, không còn có tâm tư đi làm sự tính khác, trước tiên là liền vọt tới Hộ Thần Điện. Hộ Thần Điện là thần vực cùng thần giới cường giả liên thủ tạo dựng, sừng sững tại thần vực xa biên giới. Đây lại chính là thần giới cùng thần tộc chiến đấu chỗ chỉ huy. Chương 1044, trở về báo thù sao? Diêm Đình Thần Vương vội vã chạy tới Hộ Thần. Thời điểm phát hiện ra Hộ Thần Điện sớm đã tụ tập hơn 10 danh thần vương. Thần vực thập đại thần vương đứng đầu, Ly Thiên Thần Vương ngồi vị trí cao nhất. Chẳng những Ly Thiên Thần Vương, thập đại thần vương bên trong, Vô Kiệt Thần Vương, Ma Hải Thần Vương, Lang Lăng Thần Vương, Minh Dương Thần Vương, Tịch Đỉnh Thần Vương, Hoàng Khởi Thần Vương đều ở đây. Nhìn xem mình, lão bằng hữu Dịch Minh Thần Vương đã tới. Diêm Đình Thần Vương chậm khẩu khí lúc này, giọng nói phi phẫn nói, chư vị đạo hữu, ta Diêm Đình tại thần vực xào vùng ven cùng thần tộc liều mạng, mà ta Loan Hồn Thần Phủ đã bị người ta hóa thành bột mịn. Nếu như thần vực đều là vậy, còn sao có thể để cho thần vực tu sĩ chúng ta sinh tồn thổ địa liều mạng? Còn xin chư vị đạo hữu cho ta Loan Hồn Thần Phủ cùng Cửu Diễn Thần Tông làm chủ. Hoàng Khải Thần Vương lòng hừ một tiếng cũng không nói lời nào. Hắn biết thập đại thần vương bên trong Vô Kiệt Thần Vương hỗ trợ trợ Diêm Đình Thần Vương, còn có Dịch Minh Thần Vương cũng là bạn. Trước đây Thiên Phàm Tông vô duyên vô cớ bị hủy, Thiên Phàm Tông bảng cật thần vương bị vây giết, nguyên nhân ai chả biết. Cùng Thiên Phàm Tông sâu xa nhất chính là Thần Vương Duy Chính vẫn nộ nhất. Hắn nhất tâm vì Thiên Phàm Tông đòi một cái công đạo, kết quả bị Duy Chính Thần Vương biến mất tại thần vực.
chỉ cần không phải ngu liền biết Duy Chính Thần Vương bị mấy cái to gan lớn mật Thần Vương này ám toán. Thực ra mà nói, cũng bởi vậy mà Duy Chính Thần Vương cùng Bàng Cật Thần Vương bị giết sự tình, Ly Thiên Thần Vương uy tín giảm đi. Phải biết rằng, vì Thần Vực Thần Vương ít vô cùng, Ly Thiên Thần Vương trước đây cũng nói, Thần Vương giữa nó không được động thủ với nhau. Về phần Diêm Đình Thần Vương nói, đang cùng thần tộc liều mạng là chuyện vu vơ. Người nào có thể không biết, thần tộc cùng thần vực sao sao giới địa phương, thật linh khí lộng lạc đáng sợ. Hơn nữa quy tắc rõ ràng, hầu như mọi người ở chỗ này tu luyện, Diêm Đình Thần Vương là đang bế quan. Nghe lời nói, loạn hồn thần phù bị diệt mới là chạy về. Diêm Đình đạo hữu, chuyện này chúng ta đều biết, người ngồi xuống trước, chúng ta tỉ tử suy nghĩ đối sách. Dù sao có thể một lần thông qua bạo liệt thần trận hủy diệt hai cái tông môn, tuyệt đối không phải người thường. Ly Thiên Thần Vương đau đầu. Năm đó Bàng Cật bị vây tấn công chí tử, Duy Chính Thần Vương mất tích, lòng hắn chính là tràn đầy lửa giận. Đáng tiếc hắn cũng không thể đem mấy cái thần vương này giết tới. Hắn rất rõ ràng, đừng nhìn Ly Thiên ngoài mặt là thần vực nói chuyện, thực tế không có mấy người thần vương từ đáy lòng phục hắn cũng nghe hắn. Ly Thiên Thần Vương, chuyện này ta đã điều tra, nếu tính không sai hẳn Bắc Quốc Kỵ kia trở về Nam. Diêm Đình Thần Vương nghiến răng nói. Bắc Quốc Kỵ? Ly Thiên Thần Vương kinh thanh hỏi. Đối Bắc Quốc Kỵ hắn quá ấn tượng, trước đây Bắc Quốc Kỵ một người dùng dục thần tu sĩ sơ kỳ giết 49 người vây công, giết 49 cái dục thần, còn có 5 cái thiên thần tu sĩ, sót lại 2 người một cái trọng thương một cái tàn phế. Hắn Ly Thiên coi như giả mắt quen mặt, cũng chưa từng thấy qua Bắc Quốc Kỵ như vậy thiên tài tuyệt thế. Trước đây bởi Bắc Quốc Kỵ tu vị thấp, trưởng thành chu kỳ quá dài, hắn thậm chí động tới ý niệm trong đầu để Bắc Quốc Kỵ bí mật hỏi lên, làm cho thần vực thần vương trở nên một cái cấp độ. Dù sao Bắc Kỵ thế nhưng là tự thân ngưng tụ đại đạo, nếu như hắn Ly Thiên cũng có thể tự thân ngưng tụ đại đạo, nói không chừng hắn thực sự bước vào hợp thần cảnh. Thần vực theo thần vực sao mở rộng, nguy cơ càng ngày càng sâu. Muốn thần vực không ai sớm kịp bước vào hợp thần, đối với thần vực mà nói đó là chí mạng điểm yếu. Nguy cơ hắn đoán được không phải là thần lục hợp thần cường giả tới hỗ trợ, thần vực sớm là thần tộc địa bàn. Hiện tại thần vực tại thần lục dưới sự hỗ trợ cũng ở thế hạ phong. Kết quả hắn không ngờ mấy cái thần vương bắt máu Quốc Kỵ một cái dục thần sơ kỳ cũng khiến cho đầy bụi đất. Ngày hôm nay Máu Kỵ trở lại liền giết trước đây hủy diệt Thiên Phàm Tông, giết chết Bằng Cật Thần Vương hai đại tông môn. Hắn năm đó đều là khiếp sợ tu vị trở về báo thù sao? Hắn vừa nghĩ Máu Kỵ trở về báo thù, Ly Thiên Thần Vương không tự chủ giật mình một cái. Tuy rằng hắn không phải bản thân chỉ từ đi bắt Máu Kỵ, hơn nữa hắn cũng không có dự định giết Máu Kỵ, nhưng hắn bảo Máu Kỵ đích thực là có cửu đối với chính Mạc Cô Kỵ. Người này xuất hiện ở thần vực Tân Thành, ta hoài nghi Cửu Diễn Thần Tông Dạ Tát Thần Vương đã bị người này giết. Diêm Đình Thần Vương nói tới Dạ Tát Thần Vương bị giết thời điểm giọng nói có chút biến hóa, tuyệt không có khả năng. Vô Kiệt Thần Vương do dự, năm đó Mạc Cô Kỵ chạy ra thần vực sau thời điểm mới là dục thần sơ kỳ, coi như là dục thần hậu kỳ, lúc này mới bao nhiêu năm, vạn năm sau, vạn năm hắn tu luyện tới thiên thần tính là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa con đường thời gian là bội số gia tăng. Dù hắn một vạn năm tu luyện tới thiên thần sơ kỳ, vậy cũng không có trăm vạn năm hắn sao tu luyện tới thần quân. Muốn giết Dạ Tát Thần Vương, dù cho hắn Mạc Kỵ lợi hại hơn, chí ít cũng cần thần vương tầng 1. Người nói ta biết, thiên tài cần vạn năm thời gian từ dục thần tu luyện tới thần vương được không? Ly Thiên Thần Vương gật đầu, đích xác một vạn năm từ dục thần tu luyện tới thiên thần là không có khả năng, trừ khi hắn dùng toàn bộ hỗn độn thần linh khí tu luyện. Dù cho toàn bộ hỗn độn thần linh khí tu luyện tới thần vương một tầng cũng có khả năng không lớn. Này mà Quốc Kỵ có thể vượt cấp đối địch, có lẽ hắn căn bản không cần tu luyện tới thần vương cường giả cảnh giới. Dịch Minh Thần Vương lòng như nhau kiên kỵ Mã Kỵ, lúc này ước gì Ly Thiên Thần Vương xuất đầu giết Mã Quốc Kỵ. Hắn thật không ngờ Ly Thiên Thần Vương nghĩ đến nếu Mã Quốc Kỵ thật như vậy nghịch thiên tư chất, bây giờ là thần vương cảnh, vậy hắn còn không bằng dốc hết toàn bộ thần vực tài nguyên tu luyện bồi dưỡng Máu Kỵ để Máu Kỵ nhanh chóng bước vào hợp thân cảnh. Dù Máu Kỵ loại này dục thần sơ kỳ giết được 49 cái tu vị xa xa mạnh hơn tu sĩ công vây ra hỏa, một khi tới hợp thần, thần tộc nhèm nhò gì, Máu Kỵ thật có thể đạt tới hợp thần cảnh, hắn bị Máu Kỵ giết chết báo thù thì tính sao? Về phần Loan Hồn Thần Phủ cùng Cầu Diễn Thần Tông bị diệt, thực tế Ly Thiên Thần Vương sớm có dự cảm, trước đây Máu Kỵ chạy trốn, hắn nên hoài nghi Mạc Kỵ trùng quý có một ngày về báo thù. Chính Mạc Kỵ tù giới tới thế giới thần chí ít cũng cần trăm vạn năm, cho nên chuyện này
trước điều tra một chút. Rất ít nói chuyện, Hoàng Khởi Thần Vương chủ động nói. Thấy Diêm Đình Thần Vương còn muốn nói gì, Ly Thiên Thần Vương khoát tay. Bây giờ cùng thần tộc sáng có thế cục không lạc quan. Ta nghe nói trước đây không lâu thần tộc có thêm một cái hợp thần cường giả. Tiếp tục như vậy, chẳng những ta thần vực, ngay cả thần lục cũng là bị hủy diệt. Loạn hồn thần phủ cùng cửu diễn thần tông sự tình, ta cho người điều tra. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút, sau đó đi thỉnh giáo thần lục chiếm giữ tiền bối sao bảo vệ được thần vực sao. Ly Thiên Thần Vương nói câu như là một cái chậu nước lạnh tưới xuống, để Diêm Đình Thần Vương hiểu tự mình nghĩ xem Ly Thiên xuất đầu là khả năng không lớn. Thần vực xảo, Vô Diệp Lâm. Vô Diệp Lâm sở dĩ được đặt tên bởi vì nơi này chính là một cái mảng mênh mông vô biên rừng rậm, duy nhất rừng rậm khác nhau nơi này hết thảy đều là cái cây trơ trọi không có lá, thoạt nhìn giống như sa mạc trải qua ngàn năm sau đó héo rũ. Cái hồ cây bình thường như nhau, vô luận ở thần tộc hay là thần vực, Vô Diệp Lâm đều là thần vực sao cực kỳ lồi xanh. Tại Vô Diệp Lâm có vô số hỗn độn linh nhãn, lớn hỗn độn linh nhãn diện tích nhỏ cũng là có nhỏ. Vô luận là hỗn độn linh nhãn lớn hay nhỏ, chỉ cần tìm được một cái cũng đủ cho tu sĩ điên cuồng. Bởi vì hỗn độn linh nhãn tu luyện tốc độ so với địa phương khác nhanh hơn vô số lần. Hỗn độn linh nhãn quy tắc rõ ràng là tăng lên tốt nhất. Giữa cách này, Vô Diệp Lâm ở chỗ sâu, một người đang cùng 7 người giằng co. Ở giữa bọn họ, một cái sớm khô khốc hỗn độn linh nhãn. Cái này linh nhãn không phải là rất lớn, diện tích không quá lửa trượng trên dưới. Khô khốc linh nhãn trung gian còn cuộn mình nằm ngửa, một cái người quần áo có chút lữ tu bị xé. Một người một phe là một người vẻ mặt tang thương, cả người mang theo một cái cố bưu hãn khí tức áo gai thanh niên. Bàn về tu vị hắn không cao, chỉ là thiên thần tầng 5. Và cùng người áo gai thanh niên giằng co nhất bảy phương. Nhất phương bảy người, ngoài trừ ba gã thiên thần sơ kỳ bên ngoài, còn có bốn gã toàn bộ là thiên thần trung kỳ hoặc hậu kỳ. Tu vị cao nhất là một cái thiên thần tầng 7. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi phụ cận xông ra một phần danh tiếng, nếu mà ngươi còn dám la, đừng trách chúng ta trước làm ngươi. Nói chuyện là một người vóc người không cao lắm, tóc trò tu sĩ, thiên thần tầng 7 tu vị. Tại đoàn người này coi như là tu vị cao nhất. Các người thả nàng, ta tự nhiên mang nàng dưới đi. Bất chấp một người rằng có 7 người, áo gai thanh niên cũng không sợ hãi. Áo xám tu sĩ uy hiếp, giọng nó bình tĩnh. Chỉ là quanh người hắn, đạo vận ba động càng là kịch liệt, mang theo một loại khí thế mà chưa từng có. Không biết xấu hổ, mọi người cùng nhau giết hắn. Tóc cho tu sĩ giận điên lên, trực tiếp tế ra pháp bảo đánh lên áo gai tu sĩ. Theo áo gai tu sĩ tiến lên động thủ, người còn lại đồng loạt tiến lên xông vào áo gai thanh niên. Áo gai thanh niên vui mừng không sợ, cũng là tế ra pháp bảo, một cái thanh màu đỏ sậm trường kích mang theo bao trùm ra ngoài. Thật nguyên tại Vô Diệp trong rừng đụng vào nhau, lại đem một cái phần Vô Diệp cây cối chém gãy rơi. Vài đạo thần thông quàng màng trực tiếp đánh vào áo gai thanh niên trên người. Tại áo gai thanh niên mang theo một cái đạo huyết vụ, áo gai thanh niên dường như căn bản không thấy mình bị thương, không ngừng sâu sắc, vẫn như cũ điên cuồng tế xuất trường kích cuồn cuộn nổi lên một cái đạo rồi một đạo thần thông sát mang. Vốc, một đạo huyết quang lổ tung, áo gai thanh niên một cái tay trực tiếp bị đánh rớt, một cái lỗ máu cũng như vậy từ áo gai thanh niên bụng dưới lướt qua. Cùng lúc đó, áo gai thanh niên trưởng kích cũng đã huyễn hóa ra vài đạo kích mang bổ ra cho hai gã thiên thần tu sĩ lĩnh vực, cuốn đi hai cái đầu người bị giết. Trong hai người thậm chí có một cái tên là thiên thần tầng 6 thực lực. Tại giết sau hai tên đó, lại là một cái đạo thần thông quang mang đánh vào áo gai thanh niên ngực. Đạo thần thông đó trực tiếp đem áo gai thanh niên đánh bay, đụng vào một gốc cây Vô Diệp mộc thượng, lại đem gốc cây này đụng gãy. Tóc trò sát mặt, sát khí nồng lặc, trực tiếp bước đến vách một cái, muốn giết tên áo gai thanh niên này.